Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến nhà của em Thảo ha, để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai. Chào Thảo. Dạ chào anh Tấn. Dạ chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ hôm nay em cũng có về một số phôi mai vàng với mai tứ quý, cũng mong được giao lưu cùng toàn thể quý vị khán giả. Dạ, địa chỉ cụ thể của em là ấp Quế An, xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại là 0368230127. Dạ hôm nay thì phôi mình bao ship toàn quốc anh ơi. Rồi, mình vào cây số 1 ha, mã số 1 là mai tứ quý nha quý vị. Dạ mai tứ quý ạ. Rồi. Rồi, cho chiều ca nó luôn Thảo. Chiều ca tới mặt bầu là 87 anh. Rồi, 87 ha. Cụ rễ chứ. Tới cụ rễ là 87. Rồi. Rồi vị trí cổ 35. 35. Đầu sổ nó khoảng nhiêu đây em? Tới mặt bầu nhiêu? 31. 31. Rồi, sang dòng đế luôn. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu đây em? Dạ cái này giao lưu 4,2 triệu anh. 4,2 triệu. Rồi xuống cây tứ quý nhân quý vị, mã số 1. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 2. À, tứ quý luôn ha. Dạ tứ quý luôn. Rồi xe xe. Rồi cho chiều cao tới cổ ha. 22 anh. Rồi hoành. 23. Rồi, xe luôn, để đây quý vị. Để cung sổ ha. Cái này giao lưu như em. Dạ cái này giao lưu 8 tầm anh ơi. Rồi, xuống cây, mã số 2, tứ quý. Rồi tiếp tục cũng là mã số 3 cũng là tứ quý luôn quý vị. À. Cái này năm thân ha. Dạ năm thân anh. Rồi cho cái chiều cao của em đó. Nhánh dài nhất ha. Rồi dài nhất 46. Rồi vô hoành luôn ha. Hoành đo cái eo nhỏ nhất cho cái eo đi. Tại này nó có nhiều kìa. Cho vị trí này là bao nhiêu đây? Dạ 39. Rồi 39 rồi. Rồi để đây. Đó. Rồi vô luôn như em. Dạ 3,2 triệu anh. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Số 4. Tiếp tục là một phôi tứ quý ha. Cũng nhỏ nhỏ gọn gọn đây ha. Có số tay cạnh luôn. Rồi cao luôn Thảo. 121 anh ơi. Rồi. Hoành ngay vị trí này 17. Rồi, sổ 22. Rồi. Để luôn. Cung nơm ha. Dạ. Cái này giao luôn như em. Dạ cái này 600 anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp luôn quý vị, mã số 5. Tứ quý luôn ha. Ở trên có 1 2 3 4 5. 5 tược ha. Rồi cho chiều cao em nói luôn em. 40 anh ơi. Rồi hoành luôn. 22. Rồi để dòng luôn em. Để con nơm nè. Đủ ha. Tứ phía có đủ ha. Quá xa rễ nè. Rồi giao luôn nhiêu đây em? 900 anh ơi. Rồi xuống cây. 900 ngàn mã số 5 tứ quý. Rồi tiếp tục. Mã số 6 cũng tứ quý luôn. Cũng nhỏ nhỏ đây. À. Có số tay cành luôn. Rồi cao luôn em. Cao 99 anh ơi. Xíu nữa 1 mét này ha. 99 dạ. Ha. Hoành vị trí này. Đợi 19 luôn. Ồ 9 luôn. Đó. Luôn nhiêu em? Dạ 600 anh. Rồi 600 cũng xuống 9 ngược ha. Rồi mã số tiếp theo là số 7. Rồi 1, 2, 3 luôn. Có 3 cái tược, 3 nhánh ha. Rồi cho chiều cao nó luôn em.
39 anh. Rồi qua anh. 24 ha. 24. Rồi để xè đều luôn. Rồi cho luôn nhiêu em? 7 thăm anh ơi. Rồi. Xuống cây. Rồi mã số tiếp luôn, số 8. Tiếp tục là một phôi tứ quý luôn. Rồi mình chỉnh cho em nó đúng cái dáng thế nó cái ha. Đó, chìm vô. Đó. Cũng tạm tạm rồi đó. Dạ này. Rồi cho chiều cao nó luôn em. Chiều cao 69 anh. Rồi vô hoành luôn. Đến đây đi. 31. Rồi 31 đúng luôn. Rồi để đây. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ cái này giao luôn 1 triệu anh. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp luôn, tứ quý, mã số 9. Rồi cao luôn em. Và chiều cao nó 86 anh. Rồi 86 của anh. 19. Rồi chính xác. Rồi đến vòng luôn. Rồi cho luôn nhiêu đây em? Cái này 500 anh. Rồi xuống cây 500 ngàn. Rồi mã số tiếp luôn. Rồi, cái này hơi nặng. À, tiếp tục là tứ quý luôn nha quý vị. Cái này mã số 10. Rồi. Rồi cho chiều cao nó luôn Thảo. Cao 90 này. 90. One. 33. 33 hoành. Để một vòng luôn. Đây, cộng nào cũng nấy to to không ha. Trải đều bầu hết trơn luôn nè. Rồi, giao luôn như em. 1 triệu 8 anh ơi. Rồi, 1 triệu 8. Rồi, xuống cây. Mã số 10. Rồi, tiếp tục là mã số 11. Tứ quý luôn quý vị. Lật cây lên. Rồi. Đây cành cũng quá khá đây ha. Đóng cũng đều hết trơn nè. Da nó bị sâu nha. Sâu cảm lâm nhem phải không? Dạ. Rồi cho chiều cao nó luôn em. Sâu cảm nhem nhem đớm 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 đó quý vị. Ngoài da không? Mấy tư này. Rồi tóc thân của em nó khoảng nhiêu đây em? Nhánh ở bên em đó. Ngày 27. Rồi, xây luôn. Hoành luôn ha. Rồi, vô dứt luôn. Vô cái hoành em nó luôn. 32. 32 ha. Xíu nữa 33 ha. À, để nè. Tay cành ở trên thì quá đẹp rồi. Để trải cũng đều. Này có một cọng này thì chưa cắt. Ờ, cọng đó về mình cắt bỏ cũng được ha. Dạ, ghế treo. Nhỏng nhỏng lên thấy ghét quá. Rồi, giao lưu nha em. Dạ, cái ngày này giao lưu... 1.7 này. Rồi, 1.7 rồi, xuống cây. Mã số 11 tứ quý. Rồi, tiếp tục là mã số 12. Mai vàng đây. Một phôi mai vàng. Đó. Rồi, nó có giống xù không? Dạ. Nó chảy luôn rồi. Nó nó cái chậm 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 chậm. Chậm chậm. Rồi cho chiều cao cái hoành của nó luôn em. 33 anh ơi. Rồi hoành vô đây em. Đo với cái cục này đi. Ờ đo cái phần cái đó đó. 30. 30. Rồi sẽ vòng luôn. Rồi vô luôn vô đây. 1 triệu này. Rồi xuống cây. Rồi mã số 13. Phôi mai vàng nha quý vị. Rồi cao luôn. Năm mươi này. Rồi hoành luôn nha quý vị.
nhỏ. Ui. 35. 35. Rồi, xem dòng luôn. Rồi, vô luôn nha em. Tiểu tư này. Rồi, tiểu tư, rồi xuống cây. Rồi, mã số 14. Rồi, cao luôn. Ba mươi lăm luôn anh ơi. Rồi quan vị trí dưới đây đi tôi. Rồi đoạn ngang đó đi. 30 đó trên 8 gì hơn 7. Rồi này để đây. Rồi vô luôn như em. 600 anh ơi. Rồi 600.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 15. Phôi mai vàng luôn nha quý vị. 15. Rồi, cao luôn em. Dạ 51 anh ơi. Rồi, hoành em nó. 27. Rồi, để dòng luôn. Rồi, vô luôn như em. 700 anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 16. Phôi mai vàng nữa ha. Dạ. Rồi, cao luôn em. Búng ba. Rồi, quanh. Rồi, ngay chỗ vị trí này. Eo nhỏ đi. 25. Rồi, để đây. Rồi, cho luôn như đây em. Dạ, 500 anh. Rồi, 500 ngàn. Rồi, xuống cây. Má 17. Này cho chiều dài em đó ha. 17. 39 anh. Rồi hoành luôn. 30. Rồi xe xe. Để chịu to to ha. Rồi giao luôn như em. 1.2 anh. Rồi 1.2 mã số 17. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 18. 8 này phôi mai vàng to ha. Dạ. Lá thì tược mập rồi. Mập u u ha. Tược dài dài. Rất mạnh. Rồi, cho tới mặt cắt luôn em. Đó, cái tược này quý vị xem. Quá sao mập luôn ha. 42 anh. 35, 35. Cái quần 35 mà thấy anh thấy nó bự ghê luôn. Rễ cũng khá quá nè. Dạ. Rồi vô luôn như em. Dạ cái này tiểu tư anh. Rồi tiểu tư. Vậy để tược vậy cái gì chơi luôn. Rồi mã số 19 ha. Có mấy vàng luôn nha quý vị. Chừng hơi bị dư á thật. Rồi, cũng đứng cây ha. Rồi, cho chiều cao nó luôn em. 125 anh. Rồi. 29. Rồi. Đấy đây. Đây đều bầu luôn. Tứ phía có đủ. Rồi, mã 19. Phôi mai vàng này mình giao luôn nhiêu đây em? Là 900 anh. Rồi 900 ngàn. Rồi cây 19 cũng là cây cuối của clip rồi nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạng alo em Thảo nha quý vị. Quý vị xem. Nếu chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.